Qua mẹ pin hòn y từng lái, tạm ngâm cặp lỡ, tạm ếch, cuốn bú có mạc mảy. Ông Nguyễn Văn Chiến du thôn yên cư xa cẩm tần kỳ mương bù súng cẩm thủy, lờ tưng chờ ngồi ngủ súng ngần kỳ chào man tình, một hoài sao chiều có nghề, bú có mảy, cặp lỡ neo có bú hở bò mẹ pin hòn. Sang nắn, súng cơ sở ếch bú có kỳ ốc chiến nhang sọc ốc việc ếch, hờ lái cân du nhom nì. Tết óc cặp tấp khẩn du thôn yên cư xa cẩm tâm mương cẩm thủy, tay chờ nhằng tay họ. Ô Nguyễn Văn Chiến lơ mệt chơi hèn lắng nỉ, lơ họ ngày nhung lâm, miền lơ xuống nắm mệt chớ mệt hèn, mưa buốt nắm kỳ chầu. Dòng nằn, lắng chờ tốt nghiệp trường trung cấp nông lâm Thanh Hòa tao mưa bản mương, ông lơ khám khảo việc buốt ba. Nắm làn kiến thức, lơ học đầy, gặp nắm mệt hèn có trong cuông ít kín, mang thám kinh nghiệm kỳ xung cần phải quan. Ông Chiến nơi khả nắm của hươn, khai quảng, nhom bu có kèo. Lăng la có kèo hút thịt, lơ hở phăn, hết đầy năng suất gặp hiệu quả sở sung hớn, sau nắm bu là nèo có ưn. Bao tỏ của hươn ông Chiến, mà lái của hươn du xa cầm tầm, có lơ biên mà bu có kèo, tình luôn quảng đến bom pù. Miền tròi hờ cần bu ba mảnh chờ đài nguồn có nèo chất lượng, giam xía ngân sử mà. Ngân có ổn đỉnh, phòng nằn, hủ do đài đi đoán kỳ bản mương. Thức nắm nèo có đỡ, ông Nguyễn Văn Chiến có lơ mệt chớ mệt hèn khái trải ướng có nèo. Nắm kiến thức chuyên môn lơ mì khẳng, ông lơ đầu tư khảo ế kín phúc nèo kèo. Trên nỉ, trải nèo kỳ của hơn ông lơ mì lông quảng xì pan mét vuông, móc bí sở khai đại tình xì xịp vản có nèo. Ông lơ xây tặng trải con nèo nỉ, lơ đầy bớn đơ bí. Đã làm được mọi hôm chơi xây tặng trai con neo kỳ cuôn khoai có lơ đầy xịt bí mổ. Dù trải neo chấn nhỉ ông ướng là loại có keo lờ. Đây là có hai dòng keo ở địa phương đây để người ta gọi keo này. Thuộc khoai lơ ướng xong loại keo. Bí đồng xuân nhỉ hiệp sở có keo úc đắm cạp có keo lai song dòng. Nắm loại có keo lai song dòng sở hàng đi xoay năm đi đoán. Chờ khái hợp của mẹ bí nòng phúc sở có đảm bảo cạp tập mẹ. Để trồng là rất là bảo đảm. Kỹ thuật bu có keo sở có giạc bao. Trồng keo này nói chung thì để mà nói mưa kỹ thuật sở có bốt giạc. Khai việc nỉ sở phai đẩy măn. Cần đỡ lơ măn ệt măn thám sở chăm bu đẩy neo có keo nỉ. Kiên trì và kiên nhẫn thì mới làm được keo này. Có keo nỉ sở ôm khái phần lái du thị trường đỡ. Khó khái phần lái du làn bản mương căng thanh do mương ông lạc vinh lộc gặp thiệu yên. Lăng hớn xịp bí xướp nắm nghề ướng con nèo, cái lai khô khẩu, khai nắm mệt chớ, mệt hèn, ếch kín, cặp, ếch việc mi uy tín, dòng nảnh khách hàng, lơ sọc ma xử nèo có du cơ sở kỳ ông Nguyễn Văn Chiến mử một lái. Ni sở có ná song, miền ông Chiến mệt chớ, mệt hèn khai quảng quy mô ướm con nèo, thức nắm đáy làn tiêu chuẩn chất lượng kỳ con nèo. Nhất sở, miền tạo dòng ngài hợp bỏ mẹ bín hỏng công việc chuẩn nèo có hàng đi doay năm đi đón kỳ bản mường. Ông Chiến có lơ bẻ óc, đẩy nèo có kèo, tỏ búc tình đi đón, ao mà năng xuất súng, giòn có kèo lai song dòng, kèo khu trảng. Sau năn nắn, miền hờ hến để uy tín trách nhiệm kỳ cơ sở ếch con nèo, ông Chiến có lơ măn lùng tẩm làn của hươn, miền biên giáo kỹ thuật búc chăm ngoài, cạp phong bệnh hờ có búc, miền tròi hờ bò mè bín hỏng nhò năng suất hiệu quả, tình một luông quảng bông nắm. Nắm của hươn ung Phạm Văn Nghỉ rút thôn yên cư xa cầm tâm, miền miền đầy, bóm bù búc có kèo du tươi thử xám nhò xuống là đí dòng mới nỉ, sờ doản tay hèn mệt chớ mệt hèn song bó kỳ ông Nguyễn Văn Chiến. Thế chờ bê hề mì kỹ thuật, bê hủ chăm ngoài sư đỡ hờ thức năm đổ tuôi, phung tơp kỳ có, trên nỉ ông nghỉ, có lưu hủ đẩy lan kỹ thuật, mưa việc búc có kèo. Lan có khẩu lan dòng nhũng trực quan, có lơ đẩy ông Chiến cao nét xoăn bọc, mắc hạp ông lơ mà xám, phong bù kỳ quân ung. Năm việc phung tơp là đí dòng sư nỉ, khăn óc sở xám hoạt hà bi nửa, bóm bù búc có kèo nỉ lưỡi ao mà ngần thu lái hờ cu hơn ung nghỉ. Tôi là cũng đi ra tôi đi mua giống thì nói chung là anh ngoài có lơ mặc sử nèo có du trải ướng kỳ quân ông Chiến chờ hoạt sơ ôm có lơ cả nét săn bóc mới kỹ thuật búc con nỉ sở búc cái con nơ sở bơn đớ năm hèn cả nét săn bóc mưa kỹ thuật kỳ ông Chiến quân khoai có lơ áp dụng sập tay nắn sở ba búc có kèo sở tớp mảnh gặp có lơ tớp tiểu hơn gia đình thấy cảm thấy kèo lại đều hơn.
trống lớn mà nó lại đều hơn. Có thể hộ gia đình nhà ông Chín là một trong những hộ ở trong thôn. Lý Thị Úp của Hơn kỳ ông Chiền sợ ếch cướng của việc mưa, ếch kín nhào có bố, tê làn tập theo chuẩn nèo hòa chất lượng nèo, uy tín trách nhiệm kết giao kỹ thuật, cặp đã đảm bảo tỷ lệ, làn co hàng đáy. Trên ý nhóm đí, ông Chiền lớp phiền bến thương hiểu, cuống cung cấp nèo có, du sát cầm tầm, có dòng du làn mường pù súng kỳ Thanh Hóa. Gia đình ông Chiến đã trở thành một thương hiệu của cây đối với cây giống cây keo. Yêu đín, yêu ba, bóc quẹt khúc hầu nạc nươi. Ông Nguyễn Bắc Chiến là mệt chớ mệt hèn, miền bưng ngoài khảo đín khảo ba, miền ếch đí hờ si cần. Ông có phênh ướm lan mâu lẻ hờ lan khéo ba, tòng hiệp áo mà kiên hèn út im hàng mi hờ bò mẹ bí nọc.